Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 7 tháng 8 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin nổi đóa ông Trọng xua Ủy ban Kiểm tra Trung ương chàm hàng loạt tướng từ Bắc chí Nam. Vắng bóng nửa năm nay không đốt thanh củi nào, ông Nguyễn Phú Trọng bắt đầu đốn hàng loạt để trụm vào lò. Việc triệt hạ hàng loạt ấy không biết có chám vào được những con người trong sạch hay không, nhưng nhiều quan tham bị chạm, làm cho xã hội cũng dậy sóng. Như nhiều lần tờ Thời báo .de đã đăng, bản chất của nhà nước Cộng sản Việt Nam là sống nhờ tham nhũng. Quan chức cũng giàu lên nhờ tham nhũng, chứ không phải vì đồng lương mà nhà nước trả cho. Vậy nên, việc thanh tra moi ra sai phạm bất kỳ quan chức nào thì ắt quan chức đó sẽ bị dính tội. Việc xua thanh tra đi khắp nơi moi sai phạm của những thế lực không thuộc phe của ông đã giúp Nguyễn Phú Trọng phá được nhiều vụ án tham nhũng lớn. Củi lớn, củi nhỏ đều lần lượt được ông Trọng cho vào lò. Tất nhiên, đó là những thanh củi không phải phe ta. Đây là hình ảnh Ủy ban Kiểm tra Trung ương, một công cụ lợi hại của Nguyễn Phú Trọng trong triệt hạ các phe nhóm khác. Cuối năm 2020, đầu năm 2021 là thời gian đấu đá nội bộ nên ông Nguyễn Phú Trọng không rảnh tay để mà thanh trừng nhiều đối tượng. Bây giờ thì mọi việc đã được chia chác, ngã ngũ nên ông Trọng đã rảnh tay thực hiện công việc đốn củi của ông tiếp tục. Người đầu tiên bị biến thành củi sau đại hội lần thứ 13 là ông Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam. Đó chỉ mới là phút phát súng lệnh mà thôi, còn rất nhiều nhân vật nữa cũng đang chờ ông Trọng đốn và quẳng vào chiếc lò để cho ông Trần Văn Nam có bạn có bè trong đó. Tất cả con quan chức Cộng sản Việt Nam đều xứng đáng bị quẳng vào lò. Tuy nhiên, đây là chế độ độc đảng nên phe mạnh dù sao cũng đỡ hơn, dù lộng hành cỡ nào cũng không bị miễn nhiễm với pháp luật. Đó là tính đặc thù của cái gọi là pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng dựa vào hai thanh công cụ sắc bén để đốn hạ hàng loạt quan chức dính chàm, đó là Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Nội chính Trung ương. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương được ông Nguyễn Phú Trọng giành quyền đứng đầu. Vì vậy, ủy ban này là thanh gươm sắc nhất mà ông Nguyễn Phú Trọng dùng để đốn hàng loạt các quan chức dưới quyền, đặc biệt là những cái ai không theo phe ông. Không biết ai chọc giận ai mà từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 8, ông Nguyễn Phú Trọng cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương xử lý hàng loạt quan chức cấp tỉnh và thành phố. Có một số quan chức rất bé nhỏ mà ông Trọng cũng không tha. Và Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhóm họp chuẩn bị điều gì? Theo thông tin trên báo Nhà nước Cộng sản Việt Nam, vào ngày 4 tháng 8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhóm họp bàn về việc thi hành kỷ luật nhiều lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những thành phố quan trọng nhất của Việt Nam, một thành phố quan trọng nhất về kinh tế, một thành phố quan trọng nhất về chính trị. Muốn nắm thóp của hai thành phố này thì trước hết phải tính bài thanh trừng những quan chức thành phố này mà ông Trọng cảm thấy không theo guồng của ông và không chịu làm những điều ông muốn. Đối với thành phố Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ủy ban Thường vụ Thành ủy kiểm điểm trách nhiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông Trọng yêu cầu lãnh đạo thành phố này mạnh tay xử lý dứt điểm các vi phạm, khuyết điểm có liên quan theo đúng quy định của Đảng, pháp luật và nhà nước. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ đạo kiểm tra, xử lý kịp thời và nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ án liên quan. Tuy nhiên, quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam thì ai cũng vi phạm. Nếu xử lý hết thì sẽ chẳng còn ai làm việc nữa. Đấy là điều hiển nhiên. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung đã vào lò. Và ai là người cũ của Nguyễn Đức Chung thì cũng sẽ phải chuẩn bị vào lò theo. Chiều ngày 4 tháng 8, Ủy ban Kiểm tra cho biết, từ ngày 2 đến 4 tháng 8, Ủy ban này đã họp kỳ thứ 5 dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú. Tại kỳ họp này, ông Trần Cẩm Tú đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phải xử lý ông Nguyễn Đức Chung. Thực tế, ông Nguyễn Đức Chung đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng ông Trọng vẫn không thà. Xử lý ông Nguyễn Văn Tứ, cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cựu Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội. Ông này phải chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu đối với các đơn vị vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy, cơ quan, Sở Kế hoạch Đầu tư, làm trái quy định về đấu thầu. Xử lý ông Nguyễn Thế Hùng, nguyên cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, và ông Nguyễn Doãn Toản, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Mạnh Quyền, đương kim Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội,
và ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ngoài ra, ông Nguyễn An Huy, thành ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020, Chánh thanh tra thành phố Hà Nội thì chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm của người đứng đầu đối với những vi phạm, khuyết điểm trong quá trình thanh tra vụ việc mua, quản lý, sử dụng chế phẩm Redoxy 3C. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Đảng ủy cơ quan Sở Khoa học Đầu tư thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Cảnh cáo ông Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn An Huy, khiển trách các ông Nguyễn Doãn Toản, Nguyễn Mạnh Quyền, Hà Minh Hải. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị lên Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban cán sự Đảng của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Nguyễn Văn Tứ. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu Thành ủy Hà Nội tiến hành kiểm tra xem xét xử lý các tổ chức đảng và cá nhân có liên quan theo thẩm quyền như Sở Y tế, Sở Khoa học và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội và Công ty Thoát nước Hà Nội. Nói chung, hàng loạt quan chức dưới quyền của ông Nguyễn Đức Chung đều bị bỏ tù. Hiện nay, ông Trọng thông qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang thanh lọc nhân vật nào cho vào lò để đốt dần. Và tiếp tục là xử lý tại thành phố Hồ Chí Minh. Với thành phố lớn nhất nước, ông Nguyễn Phú Trọng chú ý đầu tiên vào sai phạm của Tất Thành Cang. Đây là đầu mối để moi ra các sai phạm của ông Lê Thanh Hải. Nếu chú ý liên tục moi ra sai phạm của đầu mối này, thì có ngày ông Nguyễn Phú Trọng có thể đưa quân vào cửa nhà ông Lê Thanh Hải. Đợt này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhắm vào Đảng ủy cơ quan văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020 và Đảng ủy Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận IPC nhiệm kỳ 2015-2020 và Chi bộ Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn Sadeco, Chi bộ Công ty Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận. Tất cả những tổ chức đảng ở những đơn vị này đều đã bị quy kết vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để một số tổ chức đảng và đảng viên vi phạm các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước về quản lý đất đai, tài sản, phòng chống tham nhũng, lãng phí và nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật hình sự. Tuy nhiên, dù có kỷ luật thế nào thì các quan chức cũng đã giàu to. Họ sẵn sàng hy sinh đời bố, củng cố đời con vào tù ít năm rồi lại ra. Đây là hình ảnh Tất Thành Cang đã vào lò. Và ai là người cũ của Tất Thành Cang thì cũng phải chuẩn bị như thế. Các nhân vật đã bị xử lý như ông Nguyễn Thành Tài, ông Trần Vĩnh Tuyến, ông Trần Trọng Tuấn, ông Nguyễn Hoài Nam, ông Lê Tấn Hùng, Tề Chí Dũng. Và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang quy tập các đơn vị tập thể cho cá nhân nêu trên lãnh đạo đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát thiệt hại lớn tiền tài sản của nhà nước và gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến tổ chức đảng, chính quyền tại thành phố Hồ Chí Minh. Kỳ họp lần này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng quyết định như sau là thi hành kỷ luật cảnh cáo Đảng ủy Công ty IPC nhiệm kỳ 2015-2020 và Chi bộ Công ty Sadeco vào các nhiệm kỳ từ 2015 đến năm 2020, Chi bộ Công ty Tân Thuận các nhiệm kỳ tương tự và Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020. Khai trừ ra khỏi Đảng các ông Nguyễn Hoài Nam, Lê Tấn Hùng, Tề Chí Dũng. Và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật các ông Nguyễn Thành Tài, Trần Vĩnh Tuyến, Trần Trọng Tuấn. Và Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, mà đặc biệt là Nguyễn Văn Nên sẽ mạnh tay hơn chỉ đạo kiểm tra, xử lý các cá nhân và các đơn vị đó. Nhiệm vụ này xem ra không hề dễ dàng đối với ông Nguyễn Văn Nên. Và rõ ràng với những động thái như vậy thì ông Nguyễn Phú Trọng đang thọc tay xuống sâu vùng miền Tây Nam Bộ và cả một số tỉnh ở phía Bắc. Ngoài các quan chức hai thành phố lớn, Ủy ban Kiểm tra Trung ương còn xử lý luôn Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các quan chức thường trực Tỉnh ủy các tỉnh như Hà Nam, Hậu Giang và có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ, thiếu kiểm tra, giám sát để Ban cán sự Đảng và Ủy ban Nhân dân tỉnh, một số tổ chức, cơ quan, đơn vị có những vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản ở Hà Nam và trong công tác quản lý thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh ở Hậu Giang. Và đây chỉ là một phần nổi rất nhỏ trong tảng băng chìm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, người đang cố tìm củi để đốt tiếp.
vì những tỉnh như Hậu Giang, Hà Nam là những tỉnh nhỏ, những thanh củi ở tỉnh này không phải là lớn, nên ông Nguyễn Phú Trọng không mạnh tay cho lắm. Quan trọng là Thanh Trừng được dàn lãnh đạo thân với những quan chức cũ đã đi tù ở Sài Gòn và Hà Nội mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 7 tháng 8 năm 2021 với bản tin Nổi đoá, ông Trọng xua Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chảm hàng loạt tướng từ Bắc chí Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.